Các anh thân mến, tiếp tục về chủ đề Nguyễn Du và Truyện Kiều. Trong tiết học này, thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu tiếp một đoạn trích được đánh giá là đặc sắc, thể hiện ngòi bút bậc thầy của Nguyễn Du trong việc miêu tả thế giới nội tâm nhân vật. Đó chính là trích đoạn Kiều ở lầu Hưng Minh. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu các anh nhé. Một lớn là tìm hiểu chung. Một nhỏ, các em chú ý cho thầy về vị trí của đoạn trích. Thì đoạn trích Kiều ở lầu Hưng Minh nằm trong phần 2 của truyện Kiều, có nhan đề là Gia Biến và Lưu Lạc. Chúng ta đều biết rằng sau khi bị Mã Giám Sinh lừa gạt làm nhục thì Kiều đau đớn, phẫn uất, toan tự tử, nhất quyết không chịu tiếp khách làm chơi. Tú Bà thì sợ mất cả chị lẫn chài, bèn lấy lời ngon ngọt khuyên giải dụ dỗ Thúy Kiều. Mụ vừa chăm sóc này, thuốc thang và hứa hẹn sau khi nàng bình phục thì sẽ gả nàng cho một người tử tế. Rồi mụ đưa Kiều sang xăm lòng ở lầu Hưng Minh. Xong, thực chất là để thực hiện một âm mưu mới, nó đê tiện hơn và tàn bạo hơn. Sống trong cảnh cô tịch và chỉ có nước với trời như vậy đã khiến cho nỗi cô đơn của Kiều thăng hoa và từ đó dệt nên một tuyệt tác tạo cảnh ngụ tình. Chúng ta sang phần hai nhỏ là về bố cục của đoạn trích. Thì đoạn trích được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất gồm có 6 câu thơ đầu là cảnh ngộ và nỗi niềm của Kiều khi ở lầu Hưng Minh. 2 là 8 câu tiếp theo, nỗi nhớ chàng Kim và nỗi nhớ cha mẹ của Thúy Kiều. Phần thứ ba là 8 câu cuối, tâm trạng của Kiều qua cách nhìn cảnh vật. Đấy là bố cục của bạn. Bây giờ chúng ta sang phần hai lớn, trọng tâm kiến thức. Một nhỏ, các em chú ý cho thầy cảnh ngộ và nỗi niềm của Thúy Kiều qua 6 câu thơ đầu. Các em đều biết sau bao sóng gió sập bụi, lầu Hưng Minh trở thành chốn yên thân tạm thời của Thúy Kiều. Trước lầu Hưng Minh khóa xuân, vẻ non xa tấm trăng gần ở chung, bốn bề bát ngát xa trông, cắt vàng cuộn nọ bụi hồng sợ kia. Ở đây các em thấy không gian nghệ thuật được miêu tả dưới con mắt nhìn của Thúy Kiều. Lầu Hưng Minh là nơi Kiều bị giam lỏng. Hai chữ khóa xuân đã nói lên cái hoàn cảnh đáng thương đó của Kiều. Ở đây các em chú ý cho thầy từ khóa xuân. Khóa xuân là từ thường được sử dụng để chỉ người con gái đẹp trong gia đình quyền quý thời xa xưa bị khóa kín tuổi xuân trong những khuôn khổ phép tắc của gia đình và xã hội. Xong ở đây, Nguyễn Du đã sử dụng từ khóa xuân với hàm ý mỉa mai để nói về cảnh ngộ xót xa và trớ trêu của Kiều. Sau đó, quang cảnh lầu Hưng Minh hiện lên trong cách nhìn của Kiều. Đó là đẹp nhưng mênh mông, hoang vắng và lạnh lẽo. Trong cái tầm mắt của Kiều, ngước nhìn xa xa thì chỉ thấy dãy núi mờ nhạt. Còn nhìn lên trên trời cao thì chỉ thấy có tấm trăng gần. Ở đây các em chú ý cái hình ảnh tấm trăng gần báo hiệu thời gian vào lúc chiều tối lại càng gợi buồn hơn. Ca dao chúng ta có câu: chiều chiều ra đến ngõ sông, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Hình ảnh tấm trăng gần báo hiệu lúc chiều tà như vậy, nó có phần diễn tả cái tâm trạng cô đơn của Thúy Kiều. Và xa hơn nữa, trong cái nhìn xa quang cảnh của Hưng Minh, nhìn ra bốn bề bát ngát đấy là những cát vàng cồn nọ nối tiếp nhau cùng với bụi hồng trên dạo dài thăm thẳm. Về mặt nghệ thuật, các em chú ý cách sử dụng các thủ pháp nghệ thuật của Nguyễn Du ở trong 6 câu thơ đầu này. Trước hết là nghệ thuật liệt kê đối lập tương phản giữa non xa với trăng gần. Bên cạnh cái bút pháp đối lập như vậy là biện pháp nghệ thuật đảo ngữ bốn bề bát ngát xa trông. Đúng ra phải là xa trông bốn bề bát ngát, đúng không em? Nhắc đến cái thủ pháp nghệ thuật đảo ngữ này, Nguyễn Du muốn nhấn mạnh cái hoàn cảnh của Thúy Kiều, cái không gian rộng lớn bao quanh lầu Hưng Minh nơi Kiều đang bị giam lỏng là mênh mông, là bát ngát, là vắng lặng,
hoang sơ, ta thấy như vậy. Từ lấy bắt ngát, bản thân nội hàm của nó đã thể hiện rõ cái điều mà chúng ta vừa phân tích. Đó là gì ạ? Đó là nó gợi ra một không gian sợ ngỡ, vắng lặng, không một bóng người. Và đương nhiên, đối diện với cảnh ấy, Kiều cảm thấy trống trải và cô đơn. Trong cái hoàn cảnh như vậy, ngẫm nghĩ lại bản thân mình, Kiều đau đớn, tủi nhục cho thân phận. Mẹ bàng mây sớm đẻ khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Ở đây các em chú ý cụm từ mây sớm đẻ khuya. Mây sớm đẻ khuya nó gợi cái thời gian tuần hoàn khép kín, quanh đi quẩn lại, hết mây sớm lại đẻ khuya. Thời gian cứ thế trôi đi rồi lặp lại, và Kiều cảm thấy tuyệt vọng với tâm trạng cô đơn, buồn tủi, hổ thẹn đến mẹ bảo. Đặc biệt, bốn chữ như chia tấm lòng, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng, nó diễn tả được cái nỗi niềm chua xót và nỗi lòng tan nát của Kiều. Như vậy, về mặt nghệ thuật, ta có thể thấy Nguyễn Du đã sử dụng bút pháp chấm phá, không đi vào miêu tả một cách quá cụ thể, mà chỉ gợi tả một vài nét thôi, để rồi từ đó biến khung cảnh thiên nhiên thành cái nền để cho Kiều thổ lộ tâm tình. Thiên nhiên ở đây thì rộng lớn, còn con người thì nhỏ bé và cô đơn. Đấy là toàn bộ nội dung của 6 câu thơ đầu. Chúng ta sang phần thứ hai, nỗi nhớ chàng Kim và nỗi nhớ cha mẹ trong 8 câu thơ tiếp theo. Ở đây các em chú ý cho thầy, chính trong các hoàn cảnh cô đơn nơi đất khách quê người như vậy, tâm trạng của Kiều có sự chuyển dịch từ nỗi buồn sang nỗi nhớ. Kiều nhớ người yêu, nhớ cha mẹ, và nỗi nhớ ấy đã được Nguyễn Du miêu tả xúc động bằng những lời độc thoại nội tâm của chính nhân vật. Ai nhỏ các em chú ý là nỗi nhớ về Kim Trọng. Vấn đề đặt ra ở đây với chúng ta là tại sao Kiều lại nhớ Kim Trọng trước? Bởi vì theo quan niệm, theo giáo lý của xã hội phong kiến, làm con trước phải để ơn sinh thành, phải đặt chữ hiếu lên trên chữ tình. Ấy vậy mà ở đây Nguyễn Du lại để cho Kiều nhớ Kim Trọng, tức là người yêu, trước cha mẹ. Tại sao lại như vậy? Và ta hoàn toàn có thể trả lời được câu hỏi này, đúng không các em? Bởi vì trong cơn xa biến, Kiều đã phải hy sinh mỗi tình đầu đẹp đẽ để cứu gia đình. Và trong suy nghĩ của Kiều, phần nào đã đền được ơn sinh thành cho cha mẹ. Vì thế, trong suy nghĩ của Kiều, Kim Trọng là người mất mát nhiều nhất. Và cái nỗi đau ấy, nó cứ vò xé tâm can của Kiều, khiến Kiều luôn luôn nghĩ đến Kim Trọng. Từ người dưới nguyệt chén đồng, tin sương luống những rầy trôi mai chờ. Nói về nỗi nhớ người yêu của Thúy Kiều, Nguyễn Du không dùng từ nhớ mà lại dùng từ tưởng. Vậy thì giữa nhớ và tưởng ở đây nó có gì khác nhau hay không? Chắc chắn với một bậc thầy sử dụng ngôn từ như Nguyễn Du, ông không bao giờ sử dụng sai từ ngữ cả, đúng không em? Mà là sự chọn lọc có chủ đích. Ở đây các em chú ý, tưởng trong nội hàm của nó đã có cả nỗi nhớ. Vậy thì tưởng vừa là nhớ, vừa là hình dung, vừa là tưởng tượng ra người mình yêu. Và trong cái bối cảnh, cái hoàn cảnh mà Kiều đã phải trải qua, thì các em có thể hoàn toàn có thể cảm nhận và tưởng tượng ra được, thấy rằng Kiều trong cái không gian ở lòng ngữ bích, trong cái tâm trạng cô đơn nhớ về người yêu như vậy, sẽ tưởng tượng thấy cái đêm trăng. Cái đêm trăng được đánh giá là đẹp nhất của đời mình, cái đêm mà nàng cùng với Kim Trọng đã thể nguyện đính ước với nhau. Và ở đây không chỉ có tưởng tượng để nhớ lại cái đêm trăng tuyệt đẹp trong cuộc đời mình, mà Kiều còn như tưởng tượng thấy ở nơi xa kia, người yêu cũng đang hướng về mình và đang ngày đêm đau đớn chờ tim của mình. Tiếng sương luống những rầy trống mai chờ. Và các em thấy, càng nhớ chàng Kim, càng tiếc nuối mối tình đó, thì Kiều lại càng thấm thía cái tình cảnh hiện tại của mình. Bên trời góc bể bơ vơ, tấm son gột rửa
bao giờ cho phai. Ở đây, câu thơ muốn nói tới tấm lòng son sắt của Kiều. Cái tấm lòng nhớ thương kiên trọng sẽ không bao giờ phai mờ, sẽ không bao giờ nguôi quên dù có gặp nhiều trắc trở trên đường đời. Nhưng câu thơ không chỉ có một lớp nghĩa như vậy, nó còn gợi ra một cách hiểu được các em. Đó là cái tấm lòng son trong trắng của Thúy Kiều đã bị những kẻ như Tú Bà, những kẻ như Mã Giáng Sinh làm cho sập vùi, làm cho ghen ố, biết bao giờ mới gột rửa được. Như vậy ta thấy trong cái bi kịch tình yêu của Thúy Kiều đã có cả nỗi đau về nhân vật. Đấy là cái nỗi nhớ của Thúy Kiều hướng về người yêu, hướng về Kim Trọng. Ta sẽ phần bên nhỏ cái nỗi nhớ cha mẹ ở nơi xa. Ở đây các em thấy tâm trạng đau đớn thương nhớ người yêu của Thúy Kiều chưa hẳn đã nguôi ngoai, thì trong lòng lại chồng chất thêm cái nỗi xót thương nhớ mẹ, cha mẹ. Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó sợ. Sân lai biết mấy nắng mưa, có khi gốc tường đã vừa người ôm. Trong bốn dòng thơ này, các em chú ý cho thầy chữ xót. Chữ xót nó diễn tả tấm lòng của Thúy Kiều dành cho đấng sinh thành. Vậy thì biểu hiện nghĩa của từ xót ở đây là như thế nào? Các em chú ý, cái lớp nghĩa thứ nhất, từ xót gợi ra đó là nàng lo lắng, xót xa khi nghĩ đến cái hình ảnh, cái hình bóng tội nghiệp của cha mẹ. Khi sáng sớm, lúc chiều hôm, tựa cửa ngóng tin con, hay là mong chờ con đến đỡ đần, đến để chăm sóc. Xót xa khi nghĩ đến cái hình bóng cha mẹ tội nghiệp, cứ sáng sớm chiều hôm lại cửa tựa cửa ngóng tin mình. Đấy là cái lớp nghĩa thứ nhất gợi ra từ xót. Cái lớp nghĩa thứ hai, đó là nàng lo lắng, không biết giờ đây ai sẽ là người chăm sóc cha mẹ khi thời tiết đổi thay. Chúng ta được biết người già những lúc thời tiết thay đổi mà ta cũng gọi là trái gió trở trời đấy thường hay đau nhức. Vậy thì trong cái hoàn cảnh như vậy, Kiều nghĩ đến xót xa cho cha mẹ những lúc trái gió trở trời thay đổi thời tiết như vậy, đau nhức, đau ốm, ai sẽ là người chăm sóc. Đương nhiên cái câu hỏi này mang thấm đẫm cái tâm trạng nhớ nhung của Kiều. Cái này là tình cảm nó lấn lát ý chí. Đương nhiên ta vẫn có thể biết được bố mẹ của Kiều, cha mẹ của Kiều bây giờ vẫn ở với em, đó là Vương Quang, ở với Thúy Vân. Nhưng trách nhiệm của một người con vẫn khiến Kiều băn khoăn đặt ra cho mình một câu hỏi như vậy. Và ta còn lưu ý thêm một lớp nghĩa nữa, đó là nàng xót xa khi cha mẹ giờ đây ngày một thêm già yếu mà mình thì không được ở bên cạnh để chăm sóc, để mà phụng dưỡng. Để diễn tả cái nỗi lòng này của Kiều, cái băn khoăn chua xót khi nghĩ đến cảnh cha mẹ già yếu mà mình không được ở bên để chăm sóc, thì tác giả đã sử dụng rất hiệu quả các thành ngữ. Đó là dày trông mai chờ, đó là quạt nồng ấp lạnh, là cách mấy nắng mưa. Và đặc biệt là việc sử dụng các điển tích điển cố như là sân lai, gốc tường để nói lên cái tâm trạng nhớ thương, lo lắng và tấm lòng hiếu thảo của Kiều dành cho cha mẹ. Ở đây trong phần chú thích của sách giáo khoa đã giải thích cái điển tích điển cố sân lai gốc tường là như thế nào rồi, đúng không em? Sân lai có nghĩa là sân của nhà lão lai tử, chỉ nhà cha mẹ. Trong Hiếu Tử Truyện là một trong những câu chuyện giáo dục về đạo đức của Trung Quốc thì có cái câu chuyện như sau. Lão lai tử thờ cha mẹ rất có hiếu. Năm ông 70 tuổi rồi nhưng mà ông vẫn bày chơi trò trẻ con, mặc áo năm mờ, dân gian gọi là áo ngũ sắc đi, sặc sỡ nhảy múa trước sân rồi giả vờ ngã khóc như trẻ con để múa húi cho cha mẹ. Sân lai là sân nhà lão lai tử, ý là chỉ sân nhà cha mẹ như vậy các em. Còn gốc tử tức là gốc cây tử, chỉ cha mẹ. Trong Kinh Thi, một trong những cuốn sách kinh điển của đạo Nho ở Trung Quốc thì có câu duy tan dự tử tất cung kính chỉ, có nghĩa là kìa cây dâu với cây tử là cây do cha mẹ trồng cho con nên nhớ đến nó mà sinh lòng cung kính. Người đời sau nhân đó mà gọi quê hương nơi cha mẹ ở
nơi mình sinh ra là ta tự. Vậy thì gốc từ đã vừa người ôm, ý muốn nói cha mẹ đã già. Như vậy ở đây các em thấy Nguyễn Du đã miêu tả một cách cực kỳ khách quan tâm trạng của Thúy Kiều. Vượt qua được những định kiến của tư tưởng phong kiến, Nguyễn Du đã đặt chữ tính trước chữ hiểu. Và một điểm nữa các em chú ý ở đây, đó là trong cảnh ngộ của Kiều khi ở Lộc Hương Bích, người đáng thương nhất ở đây là Kiều, nhưng nàng vẫn quên mình để nghĩ đến người yêu, nghĩ đến cha mẹ. Qua đó chứng tỏ Kiều là người con thủy chung, hiếu nghĩa và đáng trân trọng. Như vậy, trong tiết học này, thầy đã hướng dẫn các em tìm hiểu được vị trí bố cục của đoạn trích Kiều ở Lộc Hương Bích, đã tìm hiểu được cảnh ngộ và nỗi niềm của Kiều trong 6 câu thơ đầu, cũng đã tìm hiểu được cái nỗi nhớ trải tim và nỗi nhớ cha mẹ qua 8 câu thơ tiếp theo. Trong tiết học sau, thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu phần còn lại của bài học này các em nhé. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em.